mọi người. Sao rồi mọi người? Hồi nãy ăn event xui quá. Bây giờ trở lại. Nhưng mà không phải là trở lại để ăn event, mà là trở lại để ôm. Nói chung là gọi là tạm gọi là trở lại để mà ngồi xàm á. Mình tắt cái nhạc đi nha. Chuẩn bị mình lại bót cây già ngạc xưa này lên. Hôm bữa mình không nhớ là mình đã bót được những cái ạc nào rồi. Tại hôm bữa gấp quá, cái đang bót nửa chừng cái phải săn bót á, nên là chưa có giới thiệu hết được cái dàn ạc này. Hôm nay thì trở lại để giới thiệu nốt lại những cái ạc còn lại. Để xíu em xe lên đi đã. Khổ quá mà, trời ơi tôi khổ quá mà. Tôi like còn chưa xong nữa mà cứ gọi Facebook cho nó lắc chơi vậy đó. Hello Phi Long, nếu mà ai mà quan tâm tới những cái gì mà gọi là đồ xanh, đồ tím, đồ hoàng kim, đồ bạch kim ngày xưa á, thì cho mình xin một cái xe cái livestream này nha. Thì cái livestream này mình sẽ không liên quan tới cái phiên bản siêu nhân, mà mình sẽ nói về cái phiên bản cũ ngày xưa. Thật ra mà nói á, thì nó đi nó lại thì nó cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Những cái like mà trước mình đã chia sẻ về những cái món đồ xanh, đồ bạch kim, hoàng kim này á, thì các bạn cũng đã share đi rất là nhiều. Mà nói chung là cứ coi đi coi lại thì các bạn vẫn cứ thích coi những đồ cũ. Khổ gì đó. Đâu biết đâu. Đâu biết ra gì đâu. Hôm bữa thì hình như mình nhớ là mình đã cho các bạn xem là môn phái Thiếu Lâm nè, Đường Môn nè, gì nữa quên rồi. Bữa tôi nhớ tôi cho coi ba phái lận mà bây giờ tôi quên mất tiêu rồi, tôi đã cho mọi người coi phái gì rồi. Hôm nay mình nhớ là mình thôi, hôm nay mình sẽ đi từ nhớ rồi, Thiếu Lâm, Võ Đan và Đường Môn. Thì hôm nay mình sẽ không đi ở những cái phái đó nữa, mà mình sẽ đi Cái Bang, Nga Mi và Năm Độc nha. Đi Tống Kim gì giờ này bạn? Tống Kim qua rồi, bây giờ là 10 giờ mấy rồi, làm gì còn Tống Kim. Bây giờ Tống Kim á, là những cái mốc giờ 11 giờ, 1 giờ, 5 giờ, 9 giờ và 11 giờ đêm. Bây giờ là 10 giờ là qua giờ Tống Kim rồi. Đợi đi. Nói chung là bây giờ mình đang chơi cổ mộ đi. Ừ đúng rồi, đi đào mộ đó. Tóm lại là bây giờ đi đào mộ đó. Thì tiếp theo là mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái môn phái mà hiện tại phải nói là nếu như là đang ở phiên bản siêu nhân thì đây là một trong những môn phái gọi là phá xe, cũng hơi bị vô địch đấy. Chắc là nó chỉ thua Côn Luân Kiếm với Thiên Nhẫn thôi, chứ nó mà phá xe thì cũng kinh dị lắm. Đó là môn phái Cái Bang. Mình đã coi con Cái Bang nằm đâu rồi. Con này là con Nga Mi. Con này con Võ Đan. Đây con Cái Bang đây. Khổ thân. Đi ra chào khán giả coi em. Em không có được đẹp mà em cứ trốn hoài à. Chị khổ em ghê vậy đó. Trời ơi, bản thân mình là Cái Bang mà mình còn chơi đầu chọc nữa. Trời ơi, sao mày like quá vậy? Like đâu, like cái thằng Thiếu Lâm vậy. Qua chỗ bán người xem mặt viết. Ủa tại sao mình phải qua đó? Mình đâu có thích đứng chung với ai đâu. Dị nhân hả? Phái nào là phái dị nhân chỉ tôi coi. Theo như live trước thì mình đã có Bắc Thiếu Lâm, Nam Võ Đan, Võ Giữa là có một Đường Môn. Thì hôm nay chúng ta hơi bị nghèo nàn chút xíu, đó là chúng ta sẽ hướng về
thành Dương Châu để đến thăm một môn phái, đó là môn phái Cái Bang. Thì ngày xưa thì cái môn phái Cái Bang này có thể nói là đồ mà cái vật phẩm mà mắc nhất của trong cái set đồ của Cái Bang đó là cái bao tay đồng cụ, đúng không mọi người? Nghe nói cái bao tay đồng cụ ngày xưa rất có giá trị. Không biết có anh chị nào đã từng sở hữu cái bao tay đồng cụ chưa? Đã có chưa? Đã có chưa mọi người? Đã ai đã từng sở hữu bao tay đồng cụ chưa? Cho em xin một cái phím 1 trên livestream đi. Để em biết được em giới thiệu cái môn phái Cái Bang. Trời, không lẽ trong stream mình không có ai chơi Cái Bang luôn hả trời? Không ai chơi Cái Bang luôn. Lại vậy? Phái hot như vậy mà không chơi hả? Trời, ngày xưa Cái Bang mà đi tống kim là đâu có thua gì Võ Đan Quyền với là Thiên Nhẫn đâu ta. Có hả? Ừ, ít ra thì cũng phải có người chơi Cái Bang chứ. Sao mà không được? Mua 14 chai hả? Trời ghê vậy. Đây à, hiện tại thì để em coi em lục trong đây có cái bao tay đồng cùng không. À, hình như cái ảnh này không có, nhưng mà nó có cái bao tay bạch kim thôi. Thì coi đỡ cái bao tay bạch kim đi nha. Thì cái bao tay bạch kim này à, cũng được gọi là đẹp rồi đó. 43, nhưng mà có điều là cái chiêu sức, cái dòng thứ 8 nó có một cấp à. Giờ là mình phải đi kiếm cái nào mà hả hai cấp nữa. Ấy, nhưng mà cái bao tay đồng cụ á thì được gọi là hàng ngon thì đúng là ngon, nhưng mà có vẻ là sau này những cái phiên bản sau á nó khá là đại trà, hầu như là ai cũng có thể sở hữu được một cái bao tay đồng cụ, chẳng qua là cái option nó ngon hay là nó dở thôi. Đúng không? Thì nói chung là mấy ông thì cứ tầm mà tóc 36, 33 trở lên là mấy ông hốt. Đâu có cần nhất thiết phải là 40, 33 đúng không? 40, 33 thì nhìn cho nó đẹp, nhưng mà cứ 36 trở lên là được. Tôi mặc đồng cụ với Ngũ Hành nè. Trời, chơi xa xưa dữ vậy đó hả? Trời ơi mọi người ơi, trả lời cho cái ông gì đời chán gì kìa, ông hỏi đây là võ lâm lậu hả mọi người? Ủa, mình đang like võ lâm gì vậy mọi người, mà bạn ấy có thể nói mình là đang like võ lâm lậu. Xin đính chính lại một lần nữa nha, hiện tại mình không hề like võ lâm lậu nha, mình like bản phiên bản chính thống nha, phiên bản gần ngưỡng cửa 16 năm rồi. Mọi người đừng có lạc chủ đề là thấy ủa con này sao nó like những cái đồ xanh đồ tím này, thực chất là không phải là một cái game nào nha, tại là người ta giữ đồ lại để làm kỷ niệm năm năm mới là còn cho tới bây giờ. Chứ thật sự mà nói, ở với cái phiên bản 16 năm này kiếm những cái món đồ này cực kỳ là hiếm, không còn ai giữ đâu. Nói gì là buồn lắm đó. Kiếm người đi BK, ông nghĩ sao với mấy cái app này đi BK được? Đi đâu có mang càng khôn vũ liệt đâu mà đi BK. Đây. Và cái món mà mắc hiện tại mà nếu mà tính ra cái dàn đồ của con Cái Bang á mà mắc nhất sau cái thằng đồng cụ á, mà mắc hơn đồng cụ nữa chứ không phải là sau nữa. Mắc cực kỳ mắc luôn, tại vì đồng cụ là hàng đại trà rồi. Thì những cái gọi là độc và hiếm mà độc lạ đó thì phải nhắc đến đó là cái nón Cái Bang rộng, cái nón đồng cồn mới là cái món gọi là hàng hiếm. Giống như vỏ đan thì chúng ta có cái kiếm lăng nhạc, đường môn thì chúng ta có áo băng hàng, giày phi tiêu, bao tay thiên quan là những món gọi là hàng độc, tại vì sao nó chỉ xuất hiện ở trong những cái giải đấu thiên hạ để nhất bang. Và hả, có những món là nó chỉ ra đúng một lần duy nhất thôi, nó không có ra tới cái lần hai nữa đó, đâm ra được gọi là hàng độc. Thì ở đây trong cái hạt này nó cũng có một cái hàng độc, đó là cái nón đồng cù. Đấy, ai sở hữu cái nón đồng cù này mà nếu như mà trở về cái phiên bản ngày xưa mà cầm với cái set đồ như thế này thì thôi rồi,
Má ơi, nhìn đâu có khác gì anh Hắc Điểu đâu đúng không? Cái nón hiếm nhất, đúng rồi, cái nón hiếm nhất mà. Ủa chữ gì? Chữ gì? Nói tôi nói xạo hả? Ủa tôi nói xạo gì vậy? Hay lại tám có cái đồng cù là qua nhất sớm rồi hả? Ngon vậy hả? Ê mà 208 mà mua đồng cù mà 3 triệu rưỡi là rẻ đó. Cây thương này hả? Cây thương này là cây hai cấp. Cây kích hai cấp. Chứ không có quả sát. Nó đã kỹ năng vốn có hai cấp rồi mà còn thêm quả sát nội công nữa thì nó bố thiên hạ hả? Làm gì có. Tại sao phải qua xe mặt đó? Tôi biết mọi người đang muốn nói hạt à, nào nhưng mà tôi không thích xem. Tại vì đơn giản là tôi cũng có chữ trắng, người ta cũng có chữ trắng. Nhưng mà người ta mặc đồ siêu nhân, còn tôi thì mặc đồ xanh. Và hiện tại tôi nói đã nói trước rồi, cái like của mình đó là like hướng về những cái đồ kỷ niệm, những cái đồ xanh, đồ bạch kim, hoàng kim môn phái. Chứ mình không có quan tâm tới đồ siêu nhân. À, thì bà ông nội kia mới nói lấy 208 lấy ra cái đồng cù 3 triệu rưỡi kìa. Không, không có thích lớp đi. Cặp nhẫn này là cặp nhẫn xanh một kêu nha mọi người. Đây là một cặp nhẫn xanh, một chiếc thổ, một chiếc thủy một kêu. Sao vụ gì dây chuyền? Ê trời đất ơi, có dây chuyền kỹ năng vốn có nữa hả? Mới nghe lần đầu luôn đó. Mình nhắc lại là mình đang like ở phiên bản ngưỡng cửa 16 năm rồi, mình không có like một cái phiên bản nào ngoài hết. Đâm ra là mọi người đừng có hỏi ủa tại sao dây chuyền mà kỹ năng vốn có hay gì nha. Không có đâu, đồ kỹ năng vốn có của phiên bản này á, là nó chỉ có một là vũ khí, hai là nhẫn, rồi hết. Còn ngoài ra là nó không có xuất hiện cái dòng kỹ năng vốn có ở bất kể một cái món đồ nào ngoài vũ khí và nhẫn nha. À, 206 là xa xưa dữ vậy đó hả? Ê nó nghe là 206, để tôi kiếm đồ 206 coi còn không nha. Đợi xíu, hình như tôi nhớ tôi có đồ 206 đó. Đợi xíu, mình có món nào 206 không ta? À đây nè. Ô vậy là nó còn khoảng 5 ngày nữa là cái món này nó được mấy năm? 5 ngày nữa là được mấy món đồ này là được 14 năm nè. Áo vô tình mình có nha, áo vô tình mình còn tới mấy chiếc lận đó. Áo vô tình hình như còn 4-5 cái gì đó. Mà cất ở room nhỏ rồi, để lát hồi coi xiên thì mở. Đấy mọi người đây, còn 5 ngày nữa thôi là những cái vật phẩm này tròn 14 tuổi rồi nè. Như mình có mấy cái mà ta. Đấy thấy chưa, vật phẩm lồng đèn, dây kiến, rồi nến, rồi dây cối, thanh tre rồi đó, là 14 tuổi hết rồi đó. Sắp rồi, sắp 14 năm rồi. Và hiện tại là trong game á, đang có một cái event đó là hồi nãy mình mới ăn ở trong cái livestream trước đó, là event gặt lúa gì đó, cánh đồng vàng gì đó. Thì theo như hình như là mình cũng có giữ cây lúa. Để mình coi nó có trong vườn này không. Cây lúa. Một xíu em đi kiếm cây lúa cho mọi người nha. Mình có cây lúa luôn đó.
sao biết vậy? Ủa nhớ có một cái cây lúa xanh đâu à ta? Lúa ơi lúa mày trốn đâu rồi lúa? Nhìn lợn mắt nhìn. Vì cái tội dọn rương quá nhiều mà chưa có dọn xong nó giờ nhìn đồ nó chóng mặt ghê vậy trời. Tôi nhớ tôi có lúa mà. Lúa tôi đâu rồi? Lúa không có kết hợp này. Coi đầu tiếp ở cái event lúa đồ động sát 100 hả, mình có nhưng mà nó không phải là cái bộ mà gọi là cực phẩm mà nó chỉ là cái bộ động sát bình thường thôi, nhưng mà nó được 100. Thiên Sơn Tuyết Liên bây giờ vẫn có thể mua được mà, đây nè, ở trong bảo vật á, trong cái phần kinh nghiệm đó vẫn còn cái cục Thiên Sơn Tuyết Liên nè. Đâm ra là chưa có mua để dành. Còn cái cục để dành hả? Cắn mất rồi. Bông Thiên Sơn Tuyết Liên còn mà mọi người. Thiên Sơn Tuyết Liên vẫn còn bán nha. Tôi đang đi kiếm cây lúa ông nội ơi. Cây lúa của tôi đâu rồi? Ai chôm cây lúa của mình rồi? Ôi mình đang coi đồ mà tự nhiên giao quang vô đây. Ờ à, để coi đồ xanh tiếp đi. Chúng ta coi tiếp đồ xanh nha. Thì nãy nói là cái bao tay đồng cù đúng không? Rồi cái nón đồng cù. Thì nó có nón, có bao tay, thì có áo đồng cù. Đai lưng cũng có đồng cù nha, áo đồng cù, đai đồng cù. Ngoài ra còn có đai cái băng bổng á, đai địch thái với cái bổng nữa, với có bao tay không quên rồi. Ừ, dây chuyền đúng chất của cái bang luôn kìa. Dây chuyền hay mập. Ạc Lu Anh có mấy ạc mà hồi cái live trước mình có giới thiệu về đồ của cái ạc đó rồi mà. Bạn chịu khó lục lại cái live trước thôi. Live trước các bạn có 2-3 bữa à. Dây chuyền này không có đẹp. Tạm tạm vẫn chưa gọi là đẹp lắm. Đây cái đai mắt ốp luôn này mọi người. Còn có một chiếc, hình như có một chiếc khăn lôi 30, khăn cả 20 nữa. Đây cái bộ đồ này mà về cách đây mười mấy năm định giá bao nhiêu tiền cho đủ? Định giá bao nhiêu cho đủ trời? Dây chuyền đẹp đúng không? Nó còn một set dây chuyền khác tất cả 20 nữa của nam á. Để coi coi nó nằm đâu nữa. Để đi kiếm đã, từ từ để đi kiếm đã. Sao lắc vậy? Hmm?
coi những càng khôn 10. Cái gì mà thuộc về phiên bản siêu nhân thì các bạn đừng có kêu mình đi coi, mình không có đi soi đâu. Thôi bây giờ coi, mình sẽ coi tới cái môn phái mà gọi là kỵ hệ của cái bang đi nha, đó là Ngami. Giờ mình sẽ coi tới Ngami. Sổ đen, khổ nó nhiều. Tào lao. Rồi đứng máy rồi.